Phương Thảo kính chào quý vị và các bạn. Bản tin hôm nay gồm một số nội dung chính sau đây. Tuổi thọ và tỷ lệ sinh trong tỉnh Băng Quebec giảm do COVID-19. Sau nhiều tháng chờ đợi, cư dân nhà dưỡng lão Memonide nhận liều vaccine thứ hai. Trước hết là vài con số mới nhất về COVID-19. Tính đến 9 tháng 3, trên toàn thế giới có hơn 117 triệu người nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có hơn 2 triệu 600 ngàn người đã chết. Tại Hoa Kỳ, hơn 29 triệu 700 ngàn người nhiễm, bao gồm 583 ngàn người đã chết. Canada có hơn 888 ngàn người nhiễm, bao gồm hơn 22 ngàn người chết. Quebec hôm thứ Hai 8 tháng 3 loan báo có thêm 579 người nhiễm trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm từ đầu đại dịch đến nay lên hơn 293 ngàn người. Trong số đó có 10.481 người đã thiệt mạng. Thành phố Montreal trong 24 giờ qua có thêm 276 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm từ đầu đại dịch đến nay lên hơn 108.000 người. Trong số đó, 4.546 người đã chết. Tuổi thọ và tỷ lệ sinh giảm do COVID-19. Theo cơ quan thống kê của tỉnh bang, tuổi thọ của người Quebec đã sụt giảm trong năm 2020 giữa lúc số ca thiệt mạng liên quan đến đại dịch tăng cao. Cơ quan thống kê Quebec ESQ tuần qua đã công bố các dữ kiện cho thấy tuổi thọ trung bình đối với cả nam và nữ đều giảm. Năm ngoái, tuổi thọ của đàn ông ở Quebec ở mức 80,6 tuổi, giảm 5 tháng so với năm 2019, trong khi đó mức giảm thậm chí còn cao hơn ở phụ nữ với mức giảm 8 tháng ở trung bình 84 tuổi. Theo cơ quan này, trong thập kỷ qua, tuổi thọ trung bình đã tăng lên trong tỉnh bang, nhưng sự suy giảm gần đây là một mức độ hiếm có. ESQ cho biết tuổi thọ suy giảm vào năm 2020 là hậu quả của việc gia tăng số người chết liên quan đến đại dịch COVID-19. Quebec, nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng sức khỏe, có số người chết do COVID-19 cao nhất trong cả nước. Cho đến nay, đại dịch đã cướp đi sinh mạng của hơn 10.480 người Quebec tính đến ngày 8 tháng 3, chiếm gần phân nửa số người chết liên quan đến COVID-19 trên toàn Canada, hơn 22.250 người tính đến ngày 8 tháng 3. Trên thực tế, cơ quan này đã báo cáo vào tháng Giêng rằng số người chết ở tỉnh bang này đã tăng 10% vào năm 2020 do COVID-19. Báo cáo cho thấy 74.550 người đã chết vì mọi lý do trong năm ngoái ở Quebec, nhiều hơn 6.750 người so với năm 2019. ESQ cho biết sự gia tăng đáng kể số người chết bắt đầu vào tháng 3 năm ngoái khi tỉnh bang ghi nhận trường hợp thiệt mạng đầu tiên liên quan đến COVID-19. Trong một tuyên bố, cơ quan này cho biết mức tăng nhận thấy được đặc biệt mạnh vào tháng 4 và tháng 5 và ít rõ ràng hơn vào cuối năm. Đợt dịch đầu tiên đã hoành hành các nhà chăm sóc dài hạn của Quebec, nơi phần lớn chịu gánh nặng của COVID-19 vào mùa xuân năm ngoái. Một báo cáo của Thanh tra Quebec cho biết phần lớn các trường hợp thiệt mạng do COVID-19 ở tỉnh này trong khoảng thời gian từ tháng 3 cho đến tháng 6 năm 2020 là ở những cư dân trong các trung tâm chăm sóc dài hạn, tổng cộng là 3.890 người. Mặt khác, thống kê cho thấy 9 tháng sau khi đại dịch COVID-19 đến Bắc Mỹ, số ca sinh ở Quebec giảm nhiều so với mức bình thường. Tại Quebec, số ca sinh tháng 11 thấp hơn 11% so với mức trung bình của tháng đó kể từ năm 2010 và số ca sinh tháng 12 thấp hơn 8%. Tháng 11 năm 2020 có ít hơn khoảng 500 ca sinh so với tháng 11 năm 2019 và tháng 12 năm 2020 có ít hơn khoảng 400 ca sinh so với tháng 12 năm 2019. Sau nhiều tháng chờ đợi, cư dân nhà dưỡng lão Memonite nhận liều vaccine thứ hai.
những người Quebec đầu tiên được chích ngừa COVID-19 vào tháng 12 năm ngoái sẽ bắt đầu nhận được liều thứ hai trong tuần này. Đó là các cư dân tại một trung tâm chăm sóc dài hạn ở Montreal. Gần 3 tháng sau khi nhận liều vaccine COVID-19 đầu tiên, cư dân và nhân viên tại trung tâm chăm sóc dài hạn Memonide ở Côte Saint-Luc sẽ nhận được liều thứ hai trong tuần này. Những cư dân tại nhà chăm sóc dài hạn là những người đầu tiên trong tỉnh bang được tiêm vaccine Pfizer vào ngày 14 tháng 12. Lúc đầu, theo kế hoạch, họ sẽ nhận liều thứ hai 21 ngày sau đó, nhưng chính phủ đã quyết định trì hoãn việc này để dành vaccine tiêm thêm cho các nhân viên y tế. Joyce Shan, một thành viên của Ủy ban vận động gia đình tại Memonite, cho biết đó là điều mà chúng tôi đã tranh đấu trong nhiều tháng. Chúng tôi rất vui vì cuối cùng nó đã diễn ra. Đó là một con đường thực sự dài. Cơ quan y tế khu vực dự trù bắt đầu tiêm liều thứ hai tại Memonite vào đầu tuần này. Cô Shan có cha sống tại trung tâm chăm sóc dài hạn và những người khác trong ủy ban đã đe dọa hành động pháp lý chống lại chính phủ vào tháng Giêng vì đã trì hoãn liều thứ hai. Cuối cùng, ủy ban đã quyết định không khởi kiện, nhưng Sa nói rằng các gia đình vẫn thất vọng với quyết định của chính phủ. Sa nói, họ phớt lờ chúng tôi, họ hoàn toàn phớt lờ chúng tôi. Chúng tôi muốn có hành động pháp lý, nhưng chúng tôi được luật sư cho biết là sẽ mất hàng chục ngàn đô la và nhiều tháng trời. Chúng tôi cần điều gì đó diễn ra nhanh chóng, không có ý nghĩa gì nếu theo đuổi một vụ kiện. Giờ đây, San chỉ hy vọng liều vaccine thứ hai này sẽ giúp khôi phục lại cảm giác bình thường cho cha cô và những người khác ở trung tâm. San nói, không có ăn mừng, không có âm nhạc, không có giải trí, không có hoạt động nào. Chúng tôi đang cầu nguyện rằng việc tiêm chủng trên toàn quốc cho phép mọi người di chuyển tự do hơn vì không có cách nào để sống và cũng không có cách nào để chết. Tuần vừa qua, Ủy ban Cố vấn Quốc gia về tiêm chủng Canada đã khuyến nghị rằng khoảng thời gian tối đa giữa liều vaccine thứ nhất và thứ hai nên kéo dài đến 4 tháng. Quý vị và các bạn vừa nghe tường trình một số tin tức. Nếu thấy chương trình này hữu ích, xin quý vị hãy nhấn nút like, subscribe và nút chuông để nhận được thông báo khi có tin tức mới. Phương Thảo xin cảm ơn và kính chào quý vị và các bạn.